Bài 56.5 Ánh sáng mặt trời chiếu vào cây cối có thể gây ra những tác dụng gì? Câu A. Tác dụng nhiệt và tác dụng sinh học. Câu B. Tác dụng nhiệt và tác dụng quang điện. Câu C. Tác dụng sinh học và tác dụng quang điện. Câu D. Chỉ gây ra tác dụng nhiệt. Đáp án đúng nhất là đáp án A. Bởi vì để lựa chọn câu này thì chúng ta phải nhớ đến kiến thức cơ bản là trong sáng mặt trời có 3 cái tác dụng cơ bản. Thứ nhất là tác dụng nhiệt, thứ hai là tác dụng sinh học và thứ ba là tác dụng quang điện. Ở câu B, tác dụng nhiệt và tác dụng quang điện thì không đúng đối với cây xanh. Tại vì ở cây xanh thì chỉ có thể là tác dụng nhiệt, nhưng mà tác dụng quang điện thì không có. Còn đối với câu C, tác dụng sinh học và tác dụng quang điện thì cũng sai, vì lý do là không có tác dụng quang điện. Ở câu D, chỉ gây ra tác dụng nhiệt, thì câu này so với câu A thì chưa đầy đủ, cho nên đáp án A là đáp án đúng nhất.